bạn đang nghe sách nói tại voice quyển sách tư duy cho cuộc sống trọn vẹn tác giả haruhiko shiratori bản dịch của yên châu giọng đọc hồng hà lời mở đầu suy nghĩ là từ thường được chúng ta sử dụng một cách đơn giản nhưng bản thân nó lại không chỉ mang một ý nghĩa duy nhất tùy vào hoàn cảnh hay tình huống nhất định, nó có thể bao hàm 6 hướng nghĩa khác nhau. 1. Suy nghĩ dựa trên lựa chọn mang tính cá nhân, tức là suy nghĩ về việc phải thông qua cách thức gì, phương pháp nào để đạt được điều có lợi nhất đối với mình. Điển hình như cách suy nghĩ làm sao để chiến thắng trong một trò chơi, dẫu cùng một cách thức chơi, nhưng trong thực tế, mỗi cách nghĩ và tính toán khác nhau sẽ đem đến những kết quả khác nhau. 2. Suy nghĩ dựa trên kinh nghiệm sẵn có. Nếu có điều gì đó xảy ra thì tình hình sẽ biến đổi như thế nào? Đây là câu hỏi thường gặp của những người suy nghĩ theo hướng suy đoán từ tình hình thực tế và dựa trên kinh nghiệm tích lũy lâu nay của bản thân. Suy nghĩ này chịu ảnh hưởng sâu sắc của nền văn hóa cũng như của tính cách và kinh nghiệm riêng của mỗi người. 3. Suy nghĩ ảo tưởng do sự bối rối trong cảm xúc. Đây là những suy nghĩ lúc tình cảm trở nên phức tạp bởi những giận hờn, phiền muộn và phẫn nộ. Sự pha trộn giữa thực tại và suy tưởng là khá phổ biến. Lo lắng, bồn chồn sinh ra từ ảo tưởng là kiểu tính cách khá phổ biến hiện nay. 4. Suy nghĩ xuất phát từ việc lĩnh hội tri thức. Những suy nghĩ này được hình thành trong quá trình đọc và lĩnh hội nội dung sau đó. Ngoài ra, cách suy nghĩ này cũng xuất hiện khi chúng ta tiến hành phân tích thông tin và số liệu trong công việc hay khi lý giải những tình huống xảy đến thường ngày. 5. Suy nghĩ để nắm bắt bản chất. Đây là cách suy nghĩ được đúc kết từ việc đào sâu tìm hiểu sự việc, xác định bản chất vấn đề và đánh giá đâu là yếu tố giữ vai trò trọng yếu. Đây chính là những suy nghĩ cần có trong triết học. 6. Suy nghĩ mang tính luận lý hay còn gọi là suy nghĩ logic. Hầu hết là những suy nghĩ trừu tượng thuộc phạm trù số học và logic học. Hoàn toàn không sử dụng những phán đoán chủ quan hay dựa vào những biểu hiện thông thường của con người. Mặc dù có tới 6 cách suy nghĩ khác nhau, nhưng trong từng hoàn cảnh cụ thể, chúng ta lại không thể chỉ sử dụng duy nhất một cách nào riêng biệt. Hàng ngày, việc chúng ta sử dụng kết hợp từ 2 đến 3 cách suy nghĩ trong số trên là chuyện bình thường. Giờ đây, các bạn đã nắm được 6 hướng suy nghĩ thông thường và hiểu được cách suy nghĩ của bản thân cũng như người đối diện. Điều này chắc chắn rất hữu ích trong quá trình giao tiếp, vì nó phần nào giúp đơn giản hóa việc bạn phải đưa ra phán đoán trong những hoàn cảnh cần thiết. Phân tích các tình huống giả định và đưa ra những lời khuyên hữu ích giúp bạn điều chỉnh cách suy nghĩ áp dụng vào đời sống thực tế là mong muốn của tác giả. Tuy nhiên, tri thức được đề cập đến trong sách này không đơn thuần là những suy nghĩ của cá nhân tác giả mà còn là cả một quá trình đúc kết trên cơ sở tham khảo rất nhiều tác phẩm kinh điển trên thế giới, các cuốn từ điển, sách mở mang tri thức và triết học từ xưa đến nay dẫu có là ai thì cũng không thể tự mình suy nghĩ mọi việc một cách chính xác và thấu đáo vì vậy hãy tìm ra những giải pháp cho việc trò chuyện cùng nhau đọc sách hay việc khắc phục những lỗi thường gặp của bản thân để có thể thay đổi cách nghĩ cũng như lối sống theo hướng tốt hơn quyển sách này sẽ phần nào giúp bạn điều đó bạn sẽ nhận thấy cách suy nghĩ của mình thay đổi đi Rõ ràng hơn so với trước đây Ngay sau khi đọc đến trang cuối cùng Và gặp cuốn sách này lại Tháng 9 năm 2005 Shiratori Haruhiko Phần 1: Suy nghĩ, tìm ra câu trả lời. 1. Viết và suy nghĩ. Có người nói rằng: "Tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu, thậm chí còn có người than: Tôi đã nghĩ đến nát óc rồi mà vẫn không hiểu nổi." Đó chỉ là cái cớ cho việc không chịu suy nghĩ. Khi gặp một phép toán hơi phức tạp, chúng ta thường làm gì? Dùng bút và giấy, không thể sử dụng máy tính. Chúng ta không thể sử dụng đầu óc để giải quyết chính xác phép toán. Việc chúng ta suy nghĩ cũng tương tự như vậy. Nếu không sử dụng công cụ nào sẽ rất khó để suy nghĩ theo một trình tự nhất định. Nếu vậy, chúng ta nên sử dụng công cụ gì mỗi khi suy nghĩ? Chính là từ ngữ. Thực tế là chỉ khi sử dụng từ ngữ, con người mới có thể thể hiện được suy nghĩ của mình chúng ta mơ hồ cho rằng những gì tồn tại một cách tự nhiên trong đầu mình là suy nghĩ nhưng thực ra lại không phải vậy bạn đang suy nghĩ dù là lơ đãng hay có vẻ tập trung về vấn đề nào đó nhưng thật ra tất cả chỉ là một dãy gồm rất nhiều những bức tranh và hình ảnh tưởng tượng chỉ khi sử dụng từ ngữ con người mới có khả năng thể hiện được ý nghĩa thật sự của từ suy nghĩ vậy trên thực tế chúng ta phải làm như thế nào phương pháp rất đơn giản chúng ta chỉ việc sử dụng từ ngữ và chỉ có từ ngữ cụ thể chúng ta hãy viết những dòng chữ lên trang giấy rồi suy nghĩ sau đó thì sao một điều phi thường sẽ xảy ra điều gì mà bạn chăn trở từ hôm qua đến giờ bỗng nhiên sáng tỏ kết luận mà trước đây mãi vẫn không đưa ra được bất ngờ tự tìm đến bạn đây chính là thành quả có được nhờ khả năng suy nghĩ của bạn ở thời điểm hiện tại hai nắm vững ý nghĩa của từ ngữ sẽ ra sao nếu bạn không biết từ ăn nghĩa là gì mà chỉ có thể dùng cách nói đi vào họng thay vì ăn cũng giống như vậy tôi biết có rất nhiều bạn không biết đến những từ như do dự hay lưỡng đự vì không biết cách dùng cũng như khái niệm của từ ngữ nên phải diễn đạt bằng cách khác dài dòng hơn quanh co hơn rồi cũng những người đó sẽ khó có thể hiểu được ngay sự lưỡng lự trong tâm lý phức tạp của người khác rõ ràng đây không chỉ là trở ngại trong việc thấu hiểu suy nghĩ và ý định của đối phương mà còn là bức tường cản trở khả năng tiếp nhận thông tin. Chúng ta thường chê bai lớp trẻ không hiểu rõ từ ngữ, nào là học hành chưa đủ hay không chịu đọc sách. Chỉ có thể diễn đạt trong phạm vi hạn hẹp, nhưng ngay cả người lớn chúng ta cũng không hẳn là đã hiểu rõ và sâu về từ ngữ cũng như cách diễn đạt. Ví dụ bạn có nắm rõ sự khác biệt và biết cách sử dụng chính xác những từ có nghĩa gần giống nhau được nêu ra sau đây không? Vĩnh cửu, vĩnh viễn. Dục vọng, khát vọng. Ái tình, tình ái. Mục sư, cha xứ. Thực phẩm, lương thực. Trí thức, trí tuệ. Hữu cơ, vô cơ. Nghị viện, nghị sĩ. Khóc than khóc lóc, chọn lựa, chọn lọc, trọng lượng, chất lượng, vong hồn, vong linh, tư tưởng, triết lý, đồng cảm, thương xót, vân vân. Đó chỉ là một phần những từ ngữ thường được chúng ta tùy ý sử dụng hàng ngày. Đôi khi, chúng ta chỉ có thể hiểu một cách mơ hồ chứ không thể phân biệt rõ ý nghĩa của chúng nếu không hiểu chính xác ý nghĩa của từng ngữ tất nhiên bạn không thể lý giải những gì nghe được và đọc được cũng không thể diễn tả nó đúng như những gì bạn suy nghĩ đồng thời điều đó có nghĩa rằng bạn sẽ không hiểu được một cách trọn vẹn nhiều điều khác trên thế giới này cũng như không thể truyền đạt một cách chính xác ý kiến của riêng mình sự sai lệch này là nguyên nhân dẫn đến những hiểu lầm thất bại và cả những hy vọng viển vông ba hiểu từ ngữ một cách chính xác cho đến bây giờ chúng ta vẫn chưa thể đọc và hiểu được toàn bộ nội dung của một tờ báo điều chúng ta đang làm chỉ là đọc và nắm đại ý chứ không phải hiểu rõ như lòng bàn tay dù chỉ một tin tức ví dụ khi nhắc đến một địa danh chúng ta không thể ngay lập tức mường tượng được nó nằm ở khu vực nào tỉnh nào và diện tích rộng lớn ra sao cho nên để làm được điều đó bạn hãy mở tấm bản đồ ra nếu địa danh nói trên có liên quan đến lịch sử tốt nhất nên sử dụng bản đồ lịch sử sau đó hãy tìm hiểu những mốc thời gian và địa điểm gắn liền trên đó trên thực tế không chỉ riêng đọc báo việc bạn lắng nghe câu chuyện của những người xung quanh cũng tương tự như vậy thông thường bạn chỉ có thể nắm bắt tương đối những gì người đối diện nói chứ chưa thật sự hiểu rõ ràng từng chi tiết trong nội dung câu chuyện tóm lại dẫu nói là hiểu nhưng thực chất điều mà bạn nắm bắt được chỉ là chí hướng lập trường của người nói phần nội dung khá mơ hồ được truyền tải nếu bạn đang trò chuyện trong bữa ăn cùng gia đình thì điều đó không có gì đáng ngại, nhưng trong trường hợp bàn luận về những vấn đề mang tính xã hội, sự mơ hồ trong nhận thức sẽ đẩy bạn vào thế bất lợi lớn, khiến bạn gặp phải những khó khăn trong việc phân tích số liệu, đánh giá sự việc, sự kiện hoặc bất cứ điều gì khác. Mặc dù xã hội tồn tại hai thái cực, nhưng nếu bị đặt vào cực thấp nhất về mặt trí tuệ và không có nền tảng kiến thức cơ bản thì cũng không thể trang bị tri thức và năng lực kinh doanh. Điều này giải thích cho sự thiếu hụt về khả năng hiểu biết cần thiết đối với những hoàn cảnh mới xuất hiện trong xã hội. Dù sao đi nữa, thứ mà chúng ta gọi là xã hội được hình thành từ ngôn ngữ, bởi vì ngôn ngữ chính là công cụ giúp cộng đồng vượt qua sự khác biệt của từng cá thể con người trong đó. Ngôn ngữ chính là sức mạnh. Nếu không có sự lĩnh hội cơ bản về ngôn ngữ thì con người, xã hội và ngay cả chính bản thân chúng ta cũng không có được khả năng nhận thức đúng đắn. 4. Phê bình ý tưởng của bản thân. Chúng ta thường hay phê bình ý kiến hoặc ý tưởng của người khác, cũng giống như vậy và quan trọng không kém bạn hãy thử phê bình ý kiến hay ý tưởng của chính mình bằng cách xem ý tưởng của bạn như là ý tưởng của người khác và khách quan đánh giá bạn sẽ có cơ hội phát triển hoàn thiện hơn ý tưởng của mình vì vậy tính hiệu quả cũng cao hơn việc phê bình và thay đổi ý tưởng mình dày công đúc kết không vui vẻ và dễ dàng bởi nó vừa phiền toái vừa thử thách lòng tự tôn của con người dù vậy hãy nghiêm túc tự phê bình ý tưởng của mình và hãy chắc rằng đó là phê bình chứ không phải phê phán bạn hãy thử nhiều cách phê bình chẳng hạn như đặt ra các câu hỏi đây có phải là một ý tưởng thực sự hiệu quả và mang tính thực tế không nó có giải thích sự thật một cách phiến diện không hay đây là ý tưởng chỉ xuất phát từ việc xem xét được mất và lợi hại không nó có thiên về chủ nghĩa nào đó không hay dựa trên cơ sở nào có xa vào nguyên tắc đơn giản chỉ gồm hai phần đen và trắng dựa vào việc trả lời một cách khách quan những câu hỏi trên rồi dần dần điều chỉnh ý tưởng ban đầu của bạn để nó trở nên hoàn thiện hữu ích hơn người ta gọi đây là phép suy nghĩ biện chứng được xuất hiện thời cổ đại và đến bây giờ, phương pháp này vẫn chứng tỏ được tính hiệu quả của nó. Tuy vậy, nếu chúng ta không nỗ lực sửa chữa phê bình ý tưởng của chính mình mà chỉ đơn thuần thực thi thì đó là một hình thức khác của bạo hành. Bạo hành trong suy nghĩ, dù sớm hay muộn cũng sẽ trở thành lời mời gọi cho bạo hành về thân thể. 5. Bỏ qua những cảm xúc yêu ghét khi suy nghĩ, chúng ta cần tách bạch những tình cảm và sự yêu ghét mang tính cá nhân. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người cho rằng sự tồn tại những ý thích và cảm xúc bên trong cũng chính là suy nghĩ. Có thể bạn không nằm trong số đó, nhưng thực tế thì hầu hết mọi người đều như vậy. Thế mới có chuyện đa số các ứng viên tham gia tranh cử đều chú tâm vào chiến lược xây dựng và quảng bá hình ảnh cho mình tuy rằng sở thích và tình cảm cá nhân là một thứ kiên cố khó lay chuyển nhưng chúng ta vẫn có thể làm điều đó một cách đơn giản thời tiết thể trạng cơ thể số tiền mà ta nắm giữ tùy vào ý thích hay tình cảm đều có thể bị thay đổi hoàn toàn việc chúng ta đặt ra chuẩn mực phán đoán cho những yếu tố không ổn định nói trên cũng giống như mạo hiểm chơi trò cờ bạc đỏ đen do đó bạn nên biết rằng trí não không thể làm việc một cách minh mẫn khi tình cảm đang bị dao động khi suy đoán điều gì đó đầu tiên hãy giữ một cái đầu lạnh theo đúng nghĩa đen thêm vào đó trong khả năng có thể nếu bạn quên đi việc cân nhắc lợi hại thì chắc chắn bạn sẽ dần chạm đến sự đúng đắn trong cách suy nghĩ thuần túy từ những tình huống hoàn toàn mới 6. Hiểu rõ sự khác biệt trong câu trả lời của mỗi người. Thông thường khi nói về một vấn đề sẽ có rất nhiều ý kiến và cách giải quyết được đưa ra. Điều đó cho thấy trọng tâm của vấn đề đã được nhìn nhận ở những cách khác nhau, hay đúng hơn là sự khác biệt trong cách suy nghĩ của mỗi cá nhân. Nói về điểm trọng tâm, có thể kể đến những điểm sau đây. Sự phân định được mất lợi hại. Sự đề cao lòng tự tôn hoặc ẩn sau đó là tự vệ. Sự mô phỏng theo tiền lệ. Sự duy trì truyền thống và tập tục. Sự chú trọng vào các mối quan hệ bạn bè. Thiện ác, chính nghĩa và tính nhân văn. Điểm được nhắc đến cuối cùng nói trên. Thiện ác, chính nghĩa và tính nhân văn thường được lấy khéo léo làm lý do và có tính toán kỹ lưỡng để từ đó giải quyết vấn đề chuyện giải quyết vấn đề đứng trên lập trường bình đẳng ví dụ như thông qua những phán đoán đúng sai một cách khách quan hay đề cao nhân tính là hoàn toàn không có nói gì đi nữa thì việc che đậy sự thật sẽ được đưa ra khi cần thiết suy cho cùng phần lớn các vấn đề đều không được giải quyết từ trong bản chất nhưng đây lại là vấn đề liên quan đến con người và có thể nói rằng đây là mục tiêu tốt đẹp sau cùng mà con người nhắm đến. 7. Suy nghĩ khi đang hành động. Ta có cái bàn để tựa vào khi viết, nhưng lại không có cái gì để tựa vào mỗi khi suy nghĩ. Muốn suy nghĩ thì bộ não phải làm việc nhưng nếu bộ não không chịu ảnh hưởng bởi sự kích thích tri giác và khả năng di chuyển của cơ thể thì nó cũng không hoạt động. Lấy ví dụ, khi chúng ta đi lại bằng phương tiện giao thông, khi vào bồn tắm hay khi đi bộ, trí não hoạt động ở mức độ thích hợp nên dễ dàng cho ra nhiều sáng kiến mới. Bất động hoàn toàn khi suy nghĩ là phương pháp mà ngay cả những triết gia thời xa xưa nhất cũng không lựa chọn. 8. Ngừng ngay việc cân đo lợi hại. Chúng ta sẽ không thể phân định được chính xác đúng sai điều gì đó nếu cứ tính toán, cân đong đo đếm mãi chuyện lợi hại. Quyết định dựa trên việc mang lại hạnh phúc cho con người sẽ là quyết định đúng đắn. Tất nhiên, không phải chúng ta lấy niềm hạnh phúc của riêng mình ra làm cơ sở, mà đó phải là phán đoán về vấn đề sẽ khiến cho nhiều người quanh chúng ta cảm thấy hạnh phúc. 9. Tự nhận thức về tầm nhìn hạn hẹp. Đôi mắt của con người chỉ nhìn thấy những thứ mà nó quan tâm tại thời điểm đó. Mặc dù có sự hiện hữu của nhiều thứ khác, chúng ta chỉ có thể tập trung ý thức vào thứ mình thật sự quan tâm và được định hình từ trước ý thức của con người thường có xu hướng nghiêng về một phía nhất định và đây là đặc điểm tâm lý khó thay đổi nhưng nếu lúc nào cũng chỉ nhìn sự vật xuất phát từ điều bản thân mình quan tâm và rút ra đánh giá tổng thể thì con người dễ rơi vào vòng luẩn quẩn bịt mắt xem voi vậy chúng ta nên làm gì nhìn tổng thể rồi hãy phán xét điều đó là không thể bản thân chúng ta chỉ còn cách luôn nhớ rằng mình mới nhìn thấy sự vật trong thời điểm hiện tại đây là một dạng của sự khiêm tốn cũng là cách giúp chúng ta hạn chế kiêu căng và biểu hiện một lòng tốt tối thiểu bạn không cần nỗ lực che giấu toàn bộ quan điểm cũng như cách cư xử của bản thân chắc chắn ở một hoàn cảnh nào đó bạn sẽ quên đi việc xem xét những sự vật hiện tượng khác đó không phải là cách giải quyết tối ưu cho vấn đề này. Ngay cả giáo sư Fos cũng không ngoại lệ. Ông không có đủ tự tin để nói rằng, đến lúc rồi, hãy dừng thôi. Chú thích: Nhân vật trong tác phẩm cùng tên của nhà văn, nhà thơ, nhà soạn kịch người Đức Johann Wolfgang von Goethe, 1749-1832. Hết chú thích. 10 để bộ não tự hoạt động. Những lúc bạn nghĩ rằng cái này khó quá hay không thể hiểu được, trước hết hãy thử quan sát. Khi chuẩn bị chọn ra một quyển sách có vẻ khó hiểu, tôi sẽ ngắm nó trước tiên. Nói là ngắm, nhưng thật ra không phải chỉ đơn giản là quan sát bìa bọc quanh một quyển sách đang gấp, mà hãy mở quyển sách ra đọc nhanh nhưng kỹ một vài trang dù chỉ một chút điều kỳ diệu sẽ xảy đến ngay sau đó bạn đang ngắm nhìn thứ gì đó một cách rất thư thái giống như thời gian đang ngừng trôi sau đó bạn sẽ lặp lại hành động đó thêm nhiều lần và bất giác quyển sách đã được đọc xong từ lúc nào không những thế bạn còn tiếp thu một cách trọn vẹn vấn đề trọng tâm của cuốn sách vì bộ não của con người không phải là máy móc nên dù không bật công tắc trạng thái ý thức thì tự nó cũng có thể tiến hành suy nghĩ hoàn toàn tự động bạn chỉ việc ngồi trên chiếc ghế tràng kỷ với một tách cà phê trên tay ngắm nhìn sự việc trong cảm giác khoan khoái dễ chịu bằng cách nào đó bộ não sẽ tự làm sáng tỏ vấn đề thật ra việc chúng ta tìm hiểu một ai đó cũng gần giống như vậy trước tiên chúng ta sẽ đánh giá đối tượng là người như thế nào thông qua khuôn mặt ấn tượng ban đầu giọng nói trang phục cử chỉ v v sau khi trò chuyện một chút phụ thuộc vào sự đối đáp hay nội dung người đó đề cập tới chúng ta bắt đầu hiểu được phần nào bên trong con người họ tiếp theo nếu đi sâu hơn vào cuộc đối thoại chúng ta đồng thời cũng tiến những bước gần hơn đến việc hiểu được người đó đây là một quá trình tự động trong suy nghĩ của não bộ thậm chí chúng ta còn chưa kịp thắc mắc họ là người như thế nào đã có thể hiểu đến tận cùng suy nghĩ của họ tất nhiên hoạt động suy nghĩ tự động này không phải chỉ xuất hiện trước khi ta đọc một quyển sách có nội dung phức tạp khi có vấn đề phiền phức phát sinh chỉ cần bản thân bạn không có ý định trốn tránh bộ não sẽ tự nó suy nghĩ thay cho bạn 11. Luôn thắc mắc tại sao. Những lúc không biết lý do, không thể chấp nhận hoặc nghi ngờ điều gì đó, đương nhiên bạn sẽ đặt câu hỏi tại sao. Bên được hỏi nên giải thích rõ lý do cũng như tình hình với bạn. Tuy nhiên, thực tế lại chưa hẳn đã diễn ra dễ dàng như vậy. Ở nơi làm việc, khi bạn đặt câu hỏi tại sao có thể mọi người sẽ nhìn bạn như thể bạn là kẻ ồn ào nhiều chuyện bạn khó để có được lời giải thích trong niềm nở và buộc phải im lặng tiếp tục công việc được giao nếu không biết rõ lý do bạn sẽ bị nỗi băn khoăn đeo bám tâm lý bạn nảy sinh cảm giác khó chịu thậm chí bị coi thường khi thấy mình bị đối xử chẳng khác gì một công cụ trong trường hợp đó bạn có thể hiện thái độ phản kháng thế nào thì ngay sau đó bạn vẫn phải tuân theo mệnh lệnh của cấp trên như mọi khi trong cuộc sống hàng ngày cũng vậy người ta thường lờ đi rất nhiều những câu hỏi tại sao hoặc không thể nhận lại những câu trả lời mong muốn những câu trả lời rất chung chung kiểu như mọi chuyện nó vậy lâu nay như thế rồi hay mọi người ai cũng làm thế không thể gọi là lý do thích đáng không làm sáng tỏ được lý do giống như việc chúng ta tiến về phía trước bằng cách đi từng bước chân trong một cái hộp tối đen như mực. Dù ở trong gia đình hay xã hội, những ngày xuất hiện hộp đen đều khiến chúng ta cảm thấy khó chịu và bất an. Tôi đã có 7 năm sống ở Đức. Nếu được hỏi điểm khác biệt lớn nhất giữa Đức và Nhật là gì, bạn biết tôi sẽ trả lời như thế nào không? Ở Đức dù là người lớn hay trẻ nhỏ họ đều nhiệt tình đặt câu hỏi tại sao cho những người xung quanh còn ở nhật chuyện thắc mắc tại sao không chỉ rất ít mà ngạc nhiên một điều là chính bản thân người hỏi cũng cảm thấy không thoải mái khi đặt ra những câu hỏi chúng ta lảng tránh việc đặt câu hỏi tại sao một cách bản năng chứ không phải do ảnh hưởng văn hóa nếu có thể nhận được câu trả lời một cách chân thật nhất bất cứ lúc nào câu hỏi tại sao được đưa ra. Những đặc tính về tinh thần của đất nước Nhật Bản sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Tôi tin rằng điều tiến bộ ấy sẽ thành hiện thực chính là nhờ vào nỗ lực thầm lặng của riêng mỗi cá nhân chúng ta. 12. Thẳng thắn nói ra suy nghĩ Có những cách nói rất trung thực và thẳng thắn đó là những từ ngữ dùng để chỉ thái độ thẳng thắn không giả tạo không tính toán nhưng dường như từ ngữ này ngày càng ít được sử dụng phải chăng vì những tính toán thắng thua trong xã hội những cuộc thương lượng hay xu hướng đong đếm lợi hại tuy nhiên nếu chúng ta nói chuyện thẳng thắn với bất kỳ ai với một thái độ cởi mở không giấu giếm chắc chắn rằng mọi người sẽ dễ dàng thấu hiểu nhau hơn quả thật Giống như lời dạy của người xưa, hãy mở rộng trái tim, bạn hãy cứ bày tỏ chân thành những gì mình đang nghĩ, những nỗi lo vô nghĩa sẽ giảm đi rõ rệt và nỗ lực tìm hiểu nhau sẽ sáng tỏ hơn nhiều. Đó là một cách để đưa những điều mập mờ lâu nay ra ánh sáng. Hãy thẳng thắn hỏi những điều bạn thấy vướng mắc, còn nếu được hỏi thì cũng nên trả lời thẳng thắn. Có thế thì cả bạn và người đối diện mới có thể bao quát được vấn đề, xóa bỏ sự nghi ngờ do tự kỳ ám thị, không còn phải hao tâm tốn sức tìm cách giải quyết vấn đề như trước. Vậy điều gì đã ngăn cản thái độ đó cho đến bây giờ? Tư tưởng giấu dốt sợ người khác nhìn thấy điểm yếu của mình, bao biện, luôn nhìn người khác từ vị trí cao hơn, vở kịch mà bạn muốn mọi người xem hay lòng tự tôn vô nghĩa của bản thân mình. Tuy nhiên, hãy nhớ, lòng tự tôn chỉ cần thiết trong những tình huống phải thực thi chính nghĩa. Chúng ta nhất quyết không được để lòng tự tôn trở thành rào cản sự thấu hiểu mọi chuyện. 13. Suy nghĩ như một con người thấu tình đạt lý. Ông chủ kinh doanh một vườn nho, thấy bốn người đàn ông thất nghiệp vào một buổi sáng nọ, nên quyết định thuê họ làm việc cho mình. Nếu làm việc đến lúc mặt trời lặn, tôi sẽ trả mỗi người 20.000 yên tiền công. Bốn người họ chấp nhận đề nghị của ông và bắt tay vào làm việc tại khu vườn. Chiều muộn ngày hôm đó, ông chủ lại tình cờ tìm thấy người thất nghiệp khác. Nếu làm việc đến lúc mặt trời lặn, tôi sẽ trả anh 20.000 yên tiền công. Người đàn ông đó lập tức tiến hành thu hoạch nho trong vườn cùng với bốn người nọ. Chẳng mấy chốc, mặt trời đã lặn. Ông chủ tập hợp 5 người đàn ông lại, trả cho mỗi người số tiền như đã hứa. Lập tức bốn người đàn ông đầu tiên lên tiếng phản đối. Chúng tôi làm việc suốt từ sáng đến giờ, còn anh ta mới chỉ làm từ lúc chiều muộn. Vậy mà ông vẫn trả mức lương như vậy, làm sao chúng tôi không bất bình cho được? Chẳng phải tôi đã giao kèo là sẽ trả mức tiền công này cho các anh nếu làm việc đến lúc mặt trời lặn hay sao sao các anh lại tức giận trước sự hào phóng của tôi như vậy ông chủ liền trả lời nếu nhìn từ quan điểm toán học hay kinh tế thì ông chủ này chưa thật công bằng tại sao ông có thể trả cho một người đàn ông làm trong khoảng thời gian ngắn hơn mức lương ngang bằng với những người đàn ông còn lại đó là vì người đàn ông cuối cùng cũng giống như bốn người đàn ông trước rất cần đến một mức tiền công như vậy vì mục đích nuôi vợ con và kiếm tiền cho bữa ăn ngày mai hay để mua những vật dụng sinh hoạt thiết yếu anh ta cần số tiền đó thật không hợp lý nếu người đàn ông phải sống dựa vào tiền sinh hoạt phí ít hơn những người khác vì chỉ có thể làm trong một khoảng thời gian ngắn hơn để một con người sống như một con người điều tất yếu là để họ sở hữu một khoản tiền ở mức cần thiết. Ông chủ vườn nho hiểu được điều đó. Đây chính là cách suy nghĩ đầy tính nhân văn. Việc kết hợp thời gian và những con số để lập nên một tỷ lệ chính xác là nhiệm vụ của máy móc, không phải là suy nghĩ thấu tình đạt lý của một con người đang sống trong hiện tại. 14. Nâng cao vốn kiến thức bộ não của chúng ta hoạt động khi thấy việc tiếp nhận kiến thức là cần thiết kiến thức chính là yếu tố kích thích đầu óc làm việc kiến thức không thể tiếp thu bằng cách học thuộc lòng điều này đã được khẳng định việc học thuộc có tác dụng làm tăng dung tích não nhưng vì ngay từ đầu quá trình tiếp thu một lượng lớn các mục hay các thuật ngữ bằng cách học thuộc lòng sẽ không hình thành những liên kết nên nó không được lưu lại dưới dạng kiến thức kiến thức là thứ mà bạn có thể tiếp nhận nhờ sự tò mò tìm hiểu không ngừng nghỉ nói cách khác người ta gọi kiến thức là niềm hứng thú muốn tìm hiểu đào sâu vào điều gì từ đó chúng tự hình thành nên liên kết với nhau điều này khiến cho việc học thuộc lòng trở nên không cần thiết vì chỉ cần nhìn qua bất cứ thứ gì một lần kiến thức đã tự động lưu lại trong đầu bạn nếu đầu óc không thể ghi nhớ chỉ bằng việc nhìn qua một lần thì chúng ta không thể lĩnh hội được nhiều kiến thức hơn nữa kiến thức thì rất nhiều mà đời người lại quá ngắn ngủi mặt khác trí tuệ được xây dựng trên nền tảng liên kết giữa các kiến thức vậy những liên kết này từ đâu mà có chính là những điều mà kiến thức đó mang lại một khối kiến thức cũng được xây dựng tựa như các công thức hóa học và kết quả hình thành dưới dạng trí tuệ là điều cuối cùng ta thấy suy ra chiều sâu và rộng của kiến thức sẽ quyết định sự hình thành của trí tuệ vậy sao nó lại khác với quan điểm của những người được gọi là trí thức đó là vì nhân sinh quan kinh nghiệm sở thích tính cách mỗi người được bao bọc bởi kiến thức và trí tuệ. Tương tự như vậy, tuy cùng một nguyên liệu phụ thuộc vào người nấu mà sẽ có sự khác biệt trong mùi vị và hình dạng thành phẩm của món ăn. Bởi vậy, với những người trí thức, tùy thuộc vào cách thể hiện quan điểm của bản thân, mỗi người sẽ cho người khác thấy mình là người như thế nào. 15. Tạo mối liên kết giữa các kiến thức trong tiếng Đức, động từ biết bao gồm hai từ: kennen và wissen. Kennen dùng trong trường hợp hiểu biết sơ sài, còn wissen được dùng khi có hiểu biết sâu về vấn đề gì đó. Nhắc đến từ biết trong trường hợp bạn quen biết với ai đó, tất nhiên người ta sẽ dùng kennen, còn với wissen nó chỉ được sử dụng khi nói về sự uyên thâm của các nhà bác học có chuyên môn trong một lĩnh vực nhất định ngoài ra winsen còn được dùng khi bàn đến sự hiểu biết được đúc kết từ kinh nghiệm vậy sự sành sỏi của những người sành rượu được gọi là kennen hay winsen ta nghĩ rằng vì họ biết rất rõ về rượu nên chọn winsen nhưng thật ra kennen mới chính xác dù biết rộng nhưng không sâu thì không phải là winsen thực thụ bạn hãy thử tự mình phân chia kiến thức của bản thân thành hai loại như trên tất nhiên phần thuộc về bên hiểu biết nông cạn rất nhiều nhưng bạn vẫn sở hữu một phần kiến thức thâm sâu dù chỉ ít thôi đúng không và đó cũng chính là lĩnh vực bạn dành mối quan tâm nhiều nhất không phải chỉ bạn mà mọi người xung quanh đều như vậy nếu bạn thu gom những kiến thức sâu chuỗi lại với nhau và liên kết chúng thì thứ gì đó sẽ được hình thành nó hiển nhiên sẽ trở thành một loại vũ khí hạng nặng hành trang cho bạn khi bước vào môi trường chuyên nghiệp và ở một đẳng cấp khác vì thế nhận thức rõ ràng về mức độ cao thấp các kiến thức của bản thân là điều hết sức cần thiết sau khi đọc rất nhiều sách thuộc lĩnh vực liên quan đến những kiến thức lâu nay tích trữ được, nếu bạn không có cảm giác rằng mọi thứ trở nên quá sức đơn giản thì những kiến thức đó lập tức trở thành quy sen. 16. Tự mình suy nghĩ Dù có được chỉ dạy điều gì bằng bất kỳ cách thức nào con người cũng chỉ có thể thật sự hiểu được vấn đề đó một cách sâu sắc khi chính bản thân mình được một lần chiêm nghiệm bằng trí não và ngôn ngữ của mình không phải chỉ cần được dạy là sẽ hiểu ngay hay học là có thể tiếp thu một cách nhanh chóng đây chính là sự giới hạn của giáo dục lấy ví dụ về việc đi xe đạp bạn sẽ không thể nắm bắt được điều gì cụ thể nếu không tự trải nghiệm đầu óc cũng tương tự nếu bạn không để nó tự nghiền ngẫm và suy nghĩ nó sẽ không thể tiến lên cấp độ lý giải không giống như từ điển bách khoa ở thế giới bên ngoài kiến thức và trí tuệ là thứ được sinh ra bên trong nhờ quá trình hoạt động của trí não chính vì thế bạn nên để đầu óc mình từng chút một tự suy ngẫm và đúc kết ngay cả sở thích và những bài học trên đường đời không phải là thứ được ai đó mang sẵn đến dâng lên trước mắt cho bạn mà bạn phải tự lực suy ngẫm dù có được chỉ dạy bao nhiêu đi nữa mà không dùng đầu óc của mình để suy nghĩ chúng cũng chẳng khác gì quyển sách nằm mãi một góc vì vậy cách thức để đầu óc hoạt động hiệu quả chính là cách chủ thể sử dụng đầu óc của mình như thế nào để suy nghĩ cho đúng đắn giống như einstein trong cả cuộc đời nghiên cứu ông đã sử dụng bộ óc của mình một cách triệt để suy nghĩ không ngừng và kết quả là hai thuyết tương đối đã ra đời liệu có phiền phức quá không nếu chúng ta phải tự ngẫm nghĩ về mọi thứ từng chút một bạn cũng thường nghĩ rằng Chuyện học hành thật mệt mỏi, đúng không? Nhưng chỉ cần có tình yêu thì việc đó lại không hề chán nản chút nào. Tình yêu dành cho con người, tình yêu hướng đến khám phá sự bí ẩn của thế giới, nếu không có tình yêu, chẳng phải bạn sẽ không thể yêu người khác và chính bản thân mình hay sao? Vì kiến thức là tình yêu của bạn, nên hãy mong muốn tìm hiểu người tình đó nhiều hơn nữa, cũng giống như mong muốn được biết thêm và rõ hơn về thế giới mà bạn đang sinh sống. Hết phần 1.